không còn là dự cảm hay dự đoán vào cuối năm 2017, mà sự nghiệt ngã đã hóa thân vào năm 2018 một cách lộ hình rõ mồn một. Năm máu lửa, chưa đầy một tháng sau Tết Nguyên Đán 2018, đã nổi lên 4 sự kiện và vụ việc lớn trong chính trị nội bộ. Đầu tiên là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng được Tổng Bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm thường trực ban bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật dưới một người trên vạn người, quyền lực chỉ sau Tổng Bí thư. 3 ngày sau đó là chính thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua AVG, và cũng chỉ 3 ngày sau là vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, chính thức mở màn chiến dịch cải tổ Bộ Công an. Cuối cùng nhưng còn lâu mới kết thúc, đó là phiên xử tập 2 Đinh La Thăng. Vụ 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không cánh mà bay ở Ngân hàng Đại Dương. Chưa kể một chuyên án khác đang âm thầm biến thành đại án mà rất có thể biến diễn thành một trận bắt bớ nhiều quan chức ở Đà Nẵng và cả cấp trung ương trong không bao lâu nữa. Vụ Vũ Nhôm. Ông Trọng đã hành động đúng theo chủ nghĩa nhân văn chống tham nhũng hay vắn tắt là nhân văn trước Tết của ông khi đề cập vụ xử nặng nề Đinh La Thăng sau Tết. Và khi một cái Tết Nguyên Đán lễ lạc, cúng khấn và bỉ bôi quan chức đã trôi qua, sẽ chẳng còn nhân văn gì nữa. Người đốc lò vĩ đại, một tụng danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam cất tiếng ca ngợi Tổng Bí thư của giới đảng, đang khuấy đảo mọi thứ sau tiết. Cái lò vùng vụt nóng rực, phả hơi nóng hừng hực lên nhiều gương mặt đẫn đờ như mất hồn, đang không biết khi nào sẽ bị tống vào lò, chỉ cải tổ hay còn thay máu. Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp Bộ Công an, Thượng tá Tình báo Phan Văn Anh Vũ, tức Đại gia Vũ Nhôm, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đoàn tống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đang dán thẳng vào cơ quan bộ được xem là bất khả xâm phạm này. Bộ Công an, một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực, nhưng đang có tướng công an bị bắt và được Tổng Bí thư Trọng chủ trương công khai cho báo chí và dư luận theo cách vạch áo cho người xem lưng, rất có thể sẽ bị ông Trọng tiến hành thay máu trong thời gian tới. Dù vẫn còn giữ vai trò thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng, nhưng Bộ Công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng, đặc quyền bất khả xâm phạm nếu so sánh thực trạng của cơ quan này với Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2. Từ cuối năm 2017, đã loan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng cải tổ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị. Nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của tướng Ngô Xuân Lịch có vẻ ít được nhắc hơn. Khác với ngành công an, Bộ Quốc phòng tỏ ra thành tâm hơn đôi chút trong việc sắp xếp lại quân đội, đặc biệt là khối kinh tế quốc phòng mà trước đó đã bị rất nhiều tai tiếng. Sau Tết Nguyên đán 2018, thông tin về đề án cải tổ Bộ Công an càng hiện ra rõ hơn, cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị Trung ương 7, có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Để hội nghị này sẽ chốt kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân vật nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an. Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an. Khác hẳn vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016, khi ông ta phải tự tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vào tháng 10 năm đó, cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải ra đi trước hay trong Hội nghị Trung ương 7. Cơ sở của tin tức này trở nên có chân đứng hơn, trong khi đồng thời xảy ra 3 vụ Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thanh Hóa và AVG mà ít nhất sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ và ký tá của lãnh đạo Bộ Công an. Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng và cùng trong ngày 11 tháng 3 2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp ông Trọng thành công với phương châm việc cần làm ngay
tức Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức. Lần thành công đầu tiên về việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Trọng là sự kiện bắt cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng 12 2017, sáng họp đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu và đến chiều muộn thì chính thức thông báo đã bắt Đinh La Thăng cho báo chí, nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước đó. Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an. Điều mà những đời Tổng Bí thư gần đây như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được. Đòn đánh mang tính quyết liệt hiếm có của Tổng Bí thư đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018 mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Vào những năm 2013-2014, sau khi đã xử gọn Bạc Hy Lai là bí thư tỉnh Trùng Khánh và là ủy viên Bộ Chính trị, Tập Cẩm Bình đã tiến tới hành động thay máu Bộ Công an Trung Quốc với nhân vật tiếp theo là Bạc Hy Lai, cũng là một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt để sau đó Tập Cẩm Bình chính thức trở thành Bộ trưởng thứ nhất Bộ Công an. Nếu một số cựu thần của đảng phát ra cái nhìn cấp ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng mà còn bị bắt và xử tù thì cấp tướng có là cái gì? Thì khi cơ quan thanh kiếm và lá chắn như Bộ Công an mà còn bị ông Trọng làm thịt, thân phận các bộ ngành và tỉnh thành khác chỉ là con sâu cái kiến. Cũng có thể hiểu là nếu cấp ủy viên trung ương chỉ thuộc loại ruồi thì cấp ủy viên thường vụ tỉnh thành chỉ nên được xem là mũi. Liệu có diễn ra một cơn địa chấn đốt lò trên diện rộng trên khắp Việt Nam, hiện tượng tương đồng với chiến dịch đã hỏi diệt ruồi của Tập Cẩm Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc mà đã mang lại kết quả đến 1,3 triệu quan chức bị xử lý, kỷ luật hoặc bị bóc lột? Cơn địa chấn sắp đến. Động thái Tổng Bí thư Trọng bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đầy ẩn ý thâm sâu. Với cả hai chức vụ song hành trên, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm tờ trình gửi thường trực Ban Bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của ông Tổng Bí thư Trọng, ông Vượng trong vai trò thường trực Ban Bí thư và trên tinh thần mỗi người làm việc bằng hai sẽ quyết luôn. Trước đây, thông thường Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra đối tượng quan chức, đảng viên vi phạm, sau đó hoàn thành kết luận kiểm tra rồi làm tờ tường trình gửi thường trực Ban Bí thư xin ý kiến chỉ đạo, không chỉ với đối tượng thuộc loại có máu mặt, tức vào hàng ủy viên Trung ương hay bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban ngang cấp bộ, không phải là ủy viên Trung ương, mà kể cả đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và tỉnh ủy viên lẫn thành ủy viên. Gần đây đã xuất hiện thông tin chính thức về việc trong 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Vượng sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra đến tận cấp quận, huyện thay vì chỉ kiểm tra đến cấp tỉnh, thành như trước đây. Theo đó, khối lượng công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tăng vọt so với trước, kéo theo một danh sách rất dài các quan chức, đảng viên dự kiến sẽ bị kỷ luật và bị cho nhập kho. Có lẽ đó là một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã khiến Tổng Bí thư Trọng quyết định phân quyền cho thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thậm chí có thể hình dung một cơ chế cởi nới và thông thoáng đến mức là Ban Bí thư sẽ được quyết xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh, thành mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên Trung ương Đảng mà không cần xin ý kiến Tổng Bí thư, hoặc chỉ cần thông báo cho Tổng Bí thư về vụ việc kỷ luật đó. Trong thực tế, với cả hai chức vụ song hành, vừa thường trực Ban Bí thư vừa chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên trở thành nhân vật không chỉ số 2 trong đảng, mà còn là nhân vật có thực quyền thứ hai trong bộ máy đảng và nhà nước ta, chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng có thể nhìn rõ ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành Vương Kỳ Sơn Việt Nam để phục vụ đắc lực hơn cho công cuộc được xem là chống tham nhũng của ông.
Vương Kỳ Sơn là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư vào năm 2012 và Chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận đã hổ diệt ruồi, trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng chỉ sau Tập Cẩm Bình, nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt. Nếu không có gì khác hơn hoặc biến động, về thực chất sẽ là cơ chế vượng diệt ruồi mũi trọng diệt hổ ở Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng vì thế đầy hứa hẹn sôi sục và quay quắt. Cùng cái lò của ông hứa hẹn tỏa ra hơi nóng khủng khiếp trong năm 2018 này, sau Đinh La Thăng rất có thể sẽ là những cái tên quan trọng khác của giới quan chức. Những khúc củi vừa khô vừa tươi bị tống vào lò, tin xấu đối với các đối thủ chính trị và đối tượng tham nhũng của ông Trọng là vào năm 2018, có lẽ bản danh sách tử thần của ông Trọng đang và sẽ ngày càng dài ra, bắt buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan duy nhất được ông Trọng khen ngợi công khai, làm việc gì ra việc nấy, phải hoạt động hết công suất. Và Trần Quốc Vượng, dù muốn dù không, cũng phải trở thành Vương Kỳ Sơn Việt Nam. Còn tin rất xấu là vào đầu năm 2018, Nguyễn Phú Trọng dường như muốn phát đi một thông điệp chống tham nhũng công bằng, thay cho chống tham nhũng một bên trước đây. Nếu trong nửa đầu năm 2018, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhân vật từng được ông Trọng sủng ái và chỉ định kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào năm 2016, bị tống vào lò trong vụ Mobifone mua AVG và do vậy có thể theo chân Đinh La Thăng ra tòa, quan điểm chống tham nhũng cả phe ta của ông Trọng sẽ bắt đầu được chứng thực và trở nên nỗi kinh hoàng cho tất cả các phe. Ngay sau khi Tập Cận Bình lên ngôi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc, thâu tóm trọn quyền lực trong tay, đã mở cuộc chống tham nhũng, đã hổ diệt ruồi, trừng phạt các đối tượng tham nhũng trong đảng không thuộc phe mình, để củng cố quyền lực, mang lại chút sinh lực uy tín của đảng cầm quyền. Mặc dù điều tra tội phạm tham nhũng phức tạp, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, Tập đã diệt hết quan chức này đến quan chức khác, mà chỉ trước đó, ít ngày, họ vẫn là những lãnh đạo cao quý. Bỗng bị phơi ra cả núi trọng tội với lượng tiền bạc của cải thu được ngoài sức tưởng tượng. Những quan chức như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang bị tịch thu mà cả nhiều chuyến xe tải mới chở hết tiền bạc châu báu. Ở Phi Châu, nhà độc tài Gaddafi năm trước vẫn là những cha mẹ ân nhân của nhân dân, được coi là thủ lĩnh châu Phi, cho đến khi mất quyền thì mới thành kẻ độc tài tàn bạo. Có hàng chục tỷ đô la trên khắp Âu Mỹ, bắt hàng trăm cháu gái nhỏ làm nô lệ tình dục. Ở Việt Nam ta, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng từ chục năm trước đã khét tiếng lộng hành phá phách, nhưng mãi đến mãi gần đây, một phần tội trạng mới được làm sáng tỏ, thì những trăm, nghìn tỷ của dân đã trở thành mây khói. Đó là hậu quả của một chế độ chỉ duy nhất một đảng nắm quyền. Ở chế độ dân chủ, đa đảng, quan chức bị giám sát chặt chẽ, đảng đối lập, các tổ chức xã hội dân sự, báo chí tư nhân soi mói, tòa án độc lập phán xét, dân biểu tình phản đối, nên tham nhũng rất khó và ít. Ngược lại, trong bộ máy nhà nước ta hiện nay, gần như không có ai giám sát quan chức, chức càng cao thì càng an toàn, bất khả xâm phạm. Mặc dù ở địa phương có tổ chức đảng, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra Nhân dân, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi, ở doanh nghiệp nhà nước có cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, công đoàn, ban kiểm soát, có chức năng giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhưng họ đều dưới sự phán xét của lãnh đạo đảng, chính quyền, sa thải kỷ luật, lên chức, lên lương, v.v. Nên cái bộ máy khổng lồ có chức năng giám sát ấy chỉ là hình thức. Quân xanh, tất cả gần như tê liệt trước mọi quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp địa phương. Thậm chí nhiều người còn phải xu nịnh, đút lót cấp trên để được hưởng ân huệ. Nên những hành vi tham nhũng, phá phách không bị đưa ra ánh sáng
dù mọi người, báo chí có biết. Báo chí một trong những cơ quan giám sát quan trọng của xã hội với quan chức, chính quyền nhưng vẫn do lãnh đạo, cơ quan chủ quản, lãnh đạo địa phương, trung ương, bộ ngành, hiệp hội đều do đảng lãnh đạo, quản lý, chỉ định, tổng biên tập, ăn lương do chính quyền phân phát nên họ chỉ dám đăng báo những trường hợp an toàn, có lợi hoặc được phép của lãnh đạo cấp trên, cơ quan chủ quản. Rất nhiều tin báo đăng không sai nhưng ngay lập tức phải gỡ bỏ khi các thế lực tham nhũng cấp trên không cho phép là như thế. Ngược lại, họ miệt mài tô son trét phấn cho lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp để được an toàn hưởng lợi từ phong bì, quảng cáo, cất nhắc. Một trong những cách kiếm tiền quan trọng của nhà báo, tờ báo quốc danh là bảo kê quan chức, doanh nghiệp, tức chuyên tân bốc ca ngợi quan chức, doanh nghiệp và đăng bài bên vực khi cần để nhận tài trợ bằng nhiều hình thức. Vụ ông Đinh La Thăng phản ánh rất rõ, đầy đủ nhất tính chất phụ thuộc, thảm hại vào chức quyền tiền của truyền thông, nhà nước. Khi ông Đinh La Thăng đang nắm quyền, tiền, lợi ích, dư luận có cảm tưởng nhiều nhà báo suốt 24 giờ đi cùng, ăn nằm cạnh giường ngủ của Bộ trưởng, Bí thư Thăng để không bỏ sót một câu nói, hành động nào mang tính phô trương của ông. Từ đây, những lộng hành sai phạm của quan chức này bị vùi lấp bởi những lời nói, việc làm miệt thị dân, thậm chí ông còn trở thành ngôi sao sáng trên chính trường. Vụ Mobifone mua AVG, các quan chức còn tập hợp được một nhóm lợi ích, lý tưởng mà chỉ ở chế độ độc tài mới làm được. Nhóm gồm bộ tứ, truyền thông thông tin, công an tài chính, kế hoạch đầu tư, văn phòng chính phủ, cơ quan kiểm định đều nhất trí cao với việc làm sai lại còn tạo ra cái vỏ giáp bí mật để vô hiệu mọi sự dòm ngó. Hồi Trịnh Xuân Thanh ở Đức đã tố cáo công khai trên mạng hàng chục năm liền nhóm người giám sát việc xuất khẩu dầu ngoài khơi gồm đại diện văn phòng chính phủ, bộ giao thông, công an, tài chính, thông đồng bán cho Trung Quốc. 1/2 số dầu trả tiền mặt với giá thấp hơn thị trường lấy chênh lệch chia nhau. Mỗi khi họ trở về đất liền mang những ba lô đầy đắt đô la thì ít người dám tin. Nhưng qua vụ AVG và nhiều vụ khác thì tố cáo của Trịnh Xuân Thanh là có cơ sở. Do không có lực lượng tranh giành, giám sát, đấu tranh lại được truyền thông bưng bít, cái sai, phóng đại cái tốt, nên hầu hết các quan chức tìm mọi cách tham nhũng vơ vét, cướp bóc của cải xã hội, lợi ích quốc gia, địa phương. Thấy các bộ lớn ăn lớn, bé ăn bé mà an toàn nên việc lên chức được tôn vinh là tiến bộ. Người người phấn đấu làm cán bộ, hầu hết các địa phương, doanh nghiệp, nhà nước, cả họ lãnh đạo làm quan để cùng nhau làm giàu, nên chức quyền trở thành tài khoản vô giá. Cô hot girl Quỳnh Anh xứ Thành, anh thanh niên Yên Bái, Phạm Sĩ Quý, chỉ có chức trưởng phòng, giám đốc cơ sở tỉnh miền núi nghèo rớt nhà nước, thường phải trợ giúp cấp lương thực, mà la liệt tài sản, biệt phủ, xe sang nghênh ngang trước sự đối đách của nhân dân. Vơ vét quá dễ lại an toàn, sang trọng nên quan chức ăn của dân không từ cái gì, ăn cả của người tàn tật tai họa, người chết, đến tước cảnh sát có nhiệm vụ trấn áp tội phạm, dù lương cao, lộc hậu, đã rất giàu nhưng lại vẫn bảo kê tội phạm, thu những khoản tiền khủng khiếp. Tướng công an vô tư công văn cho các địa phương phải nhượng rẻ chỗ đất này, nọ cho chân tay. Nếu những công khai trên mạng vừa qua là sự thật, kiếm lời bất chính hàng trăm ngàn tỷ ngon ơ. Tham nhũng đã như một nghề của quan chức, nên họ cũng không thèm giấu giếm tài sản bẩn, mà còn tự hào về sự sang trọng quý phái của mình. Thời gian qua, dân được chiêm ngưỡng cơ mang những lâu đài biệt thự cực kỳ hoành tráng, xe sang lộng lẫy của quan chức lớn, bé trước sự nhọc nhằn khốn khổ của dân. Quan chức tham nhũng không thể ăn một mình mà phải luôn có ô dù bè cánh, nhóm lợi ích thế lực lớn hơn cất nhắc, bảo kê để nuôi, giữ được ô dù. Tất nhiên quan chức phải có tiền, ngày càng đắt đỏ dẫn đến quy trình khép kín tham nhũng để có tiền thuê bảo kê. Muốn có tiền phải tham nhũng và cả bộ máy trở thành một tập quyền tham nhũng khăng khít là như thế. Quan chức không tham nhũng, bị người tham nhũng cô lập,
lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương tại diễn đàn Quốc hội, do tham nhũng quá dễ lại an toàn nên hầu hết các quan chức là tham nhũng. Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có, và nếu kỷ luật cả tham nhũng, lấy ai làm việc? Lời Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Hùng là rất chuẩn xác. Khi thế lực ô dù trong cơ quan, doanh nghiệp hoặc phe phái tham nhũng mạnh, đoàn kết thì quan chức an toàn, thậm chí hùng mạnh. Chỉ đến khi ô dù phe cánh suy yếu thì mới có nguy cơ bị phanh phui, trừng phạt. Vũ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thể hiện rõ điều này. Trước và ít ngày sau Đại hội 12, những ông này vẫn là những ngôi sao sáng của Đảng Cộng sản. Ông Trịnh Xuân Thanh vào Quốc hội lên chức vụ vụ, ông Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị lên chức bí thư thành phố lớn nhất Việt Nam. Mặc dù trước đó dư luận không lạ gì sự long hành phá phách của Đinh La Thăng. Năm 2012 tôi đã đăng công khai bài dưới thời ông Đinh La Thăng, ngành hàng không Việt Nam hãy coi chừng, trên blog Huỳnh Ngọc Trên. Chỉ đến giữa năm 2017 thì các ông mới có tội. Việc chỉ cần thời gian cực ngắn, tòa đã đưa ra xét xử với vụ án rất phức tạp như vụ ông Đinh La Thăng, chứng tỏ tội trạng từ hàng chục năm qua của ông đã quá rõ, không cần nhiều thời gian điều tra. Đến nay, có thể khẳng định phần lớn, nếu không nói là hầu hết, quan chức tham nhũng ít nhiều. Những quan chức bị hầu tòa chưa chắc có tội nặng hơn nhiều vị vẫn hàng ngày dạy dỗ người khác phải liêm chính. Chế độ độc tài, cái bẫy tham nhũng quá hấp dẫn, chiêu dụ quan chức.